Nếu như anh em có 15 triệu trong tay để đầu tư cho một hệ thống chơi game thì anh em sẽ làm gì với cái số tiền đấy? Nếu như có 15 triệu, mình sẽ mua cái này. Thưa anh em, trong khi lắp cái dàn PC này thì mình cũng có một vài suy nghĩ. Dàn PC này là của một anh em khách có nhu cầu chơi game eSports này, 3A này. Thêm vào đó ấy, thì anh em này cũng nốt lại cho mình là anh build sao để mà em chơi game ngon hơn PS5 là được, không là em đi mua PS5. Lúc đấy mình mới nhận ra rằng là với 15 triệu thì bộ máy này đã tương đương với một bộ PS5 bản đắt nhất, standard này, bản hai tay này. Đấy, mình tin là cái suy nghĩ này nó cũng đã đến với nhiều anh em rồi. Đó là chúng ta nên build PC hay là mua PS5 chỉ để thuần chơi game thôi. Trước hết ấy, thì mình khẳng định với anh em là mọi sự so sánh nó đều là khập khiễng. Hai cái lựa chọn kể trên ấy, thì mình nghĩ là nó đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Riêng đối với mình thì câu trả lời sẽ luôn là build một bộ PC. Anh em có thể làm được nhiều việc hơn này, chơi được nhiều game hơn. Và với xu hướng những cái tựa game PSN bây giờ nó cũng đang chạy lên Steam thì tại sao không nhỉ? Rồi ok, hơi lan man một tí. Nhưng mà mình quay lại với cái dàn PC này của chúng ta thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em một số ý đồ ở đằng sau cái dàn PC này khi mà bọn mình lắp. Thứ nhất thì như anh em đã biết rồi, vị khách của chúng ta coi bộ PC này là một thiết bị chơi game đơn thuần. Do đó mình nghĩ cái việc mà hạ kích thước của bộ PC này xuống nó sẽ khá là quan trọng. Khi mà anh em khách này có thể đặt bộ PC này ở ngoài phòng khách này, đặt trên tủ TV này, mọi thứ nó sẽ rất là hài hòa, cắm cổng kết nối vào trông nó gọn gàng nhẹ nhàng, nó không như những cái thùng full tower anh em để ngoài phòng khách trông nó sẽ rất là tốn chỗ. Edra thì anh em cũng đã biết rồi, ở Việt Nam là có đủ phím này, chuột này, màn hình, bàn, ghế. Đây mình đang dùng ghế Edra đây. Có thể là đâu đó sẽ có anh em trồi lên kiểu dằm ba cái đồ từ từ. Cái tiêu chí thứ hai cho bộ máy này ấy, là mình muốn tối ưu giá thành để mà đảm bảo hiệu năng gaming tuyệt đối ở Full HD. Và thậm chí là tùy setting thì phải nhảy lên được 2K. Do đó là mình pick cái con vỏ này nó 400K, không phải bốc phét chứ. Mình thấy rất nhiều anh em đến lắp PC ở đồ chơi điện bảo là anh lắp cho em vào thùng carton cũng được, lắp trên mặt bàn cũng được. Đấy, miễn sao bỏ cái tiền vỏ đi, em lắp kiểu gì cũng được. Thì con vỏ này ấy, là nó lắp được một cái main MATX và một cái card 2 fan. Nó rất là vừa cho những cái mình tính toán. Và để gọi là có tí cảm hứng console PS5 thì anh em này cũng đã pick một con vỏ màu trắng. Thực ra thì đen trắng đều có thể pick được ở trên các option trên website đồ chơi điện.vn của mình. Đối với mình thì cái đồ công nghệ mà trông nó nhỏ nhắn như này nhìn nó lại khá hay, đáng yêu. Đấy, tiếp thì mình đi vào bộ lòng. Thưa anh em, là dàn PC này đang kẹp một cái combo đó là 12400F và 3060 Ti. Nếu như anh em là người đang tìm mua PC trong tầm trung, tầm cận trung đi, 15 triệu này, thì anh em sẽ thấy rất nhiều một cái công thức chung, đó là i5-12400F cộng với một cái card gì đó. Về cái phần 12400F ấy, thì con này 6 x 12 luồng xung 4.4, quốc dân rồi, mình không cần phải nói nhiều. Nó chơi tốt đủ các thể loại game. Tí nữa thì anh em vào xem test nhá. Việc không có chip xử lý đồ họa ấy, thì theo mình nó càng ok hơn. Tại vì đằng nào mình cũng lắp VGA rời rồi, nên là giá nó lại bớt đi được một tí. Tốt, không vấn đề gì. Với làm việc thì mình nghĩ là nó chỉ ở cái mức độ ok thôi. Ok cho anh em sinh viên học tập rồi là làm nhạc indie, dựng clip cá nhân. Còn anh em mà build PC làm việc nặng ấy, thì kiếm tiền anh em đầu tư cho PC là đầu tư cho công việc, nó rất là khác. Mình tiếp đến cái vế mà con cạc gì đó. Ok, con cạc gì đó thì thường anh em sẽ thấy là có 6600 này, 6600 XT này, 3060 12GB này, 4060 này. Còn ở đây ấy, thì anh em bọn mình đã hơi tham và lắp vào đây một con 3060 Ti đến từ Galax. 3060 Ti anh em nhá. Vâng,
15 triệu mà nhét 3060 Ti vào đây thì nó cũng là cả một vấn đề. Bộ máy này ấy, thì mình có full một dàn là hàng new box, bảo hành nguyên đai nguyên kiện anh em nhá, nguyên siêu. Thế nhưng mà riêng con cạc này ấy, thì phải chơi second hand. Tuy rằng là nó còn bảo hành hãng nhưng mà bọn mình cũng bảo hành thêm cho anh em khách là 3 tháng ở cửa hàng của mình và bao test 30 ngày một đổi một. Thứ nhất thì mình cũng muốn nói với anh em là 3060 Ti giá new nó rất là chua, khó để mà fit vào một cái cấu hình 15 triệu. Ở đồ chơi điện ấy, thì mình đặt tên cho cái bộ PC này là Level 1. Anh em lên web sẽ thấy Level 1 nghĩa là gì? Nghĩa là nhập môn. Nhưng mà nhập môn với bọn mình là cũng phải đứng đầu lớp anh em. Nhập môn là chơi game Full HD phải đứng đầu lớp, không có chuyện là xếp linh tai anh tinh hoặc là mãi không cần được Full HD. Đấy, ít là cũng phải vượt lớp lên 2K được một tí. Mình cũng có tham khảo một số anh em thợ, anh em người dùng thì mình thấy có một số ý nó thuyết phục. Đầu tiên ấy, lựa chọn second hand mình nghĩ là ok nhất để so sánh với con này, nó là con 6700XT với hiệu năng thuần ok này, cũng như là 12GB RAM thì 6700XT nếu so về hiệu năng ấy, thậm chí là nó nhỉnh hơn 3060 Ti. Tuy nhiên cái hay của con cạc xanh đó là nó lạnh, nó dùng không phải quá băn khoăn về driver, anh em không phải lo vọc vạch nhiều. Tiếp theo về cầu vấn đề công nghệ này thì có DLSS, con 3060 Ti này nó sẽ gồng được tốt hơn khi nhỉnh lên những cái độ phân giải 2K, 4K thì chắc là nó cũng thở oxy thôi. Đấy, còn về ray tracing thì ray tracing mình nghĩ là tầm này anh em gọi là trải nghiệm vui vẻ thôi. Đấy, đừng hy vọng gì nhiều. Nó không đáng đâu. Đấy, mình cũng chia sẻ với anh em là mình dùng 4070 mà mình thấy ray tracing nó vẫn còn đuối lắm. Thế còn nếu so sánh nó với cái ông em 3060 thì sao? 12GB RAM, anh em nghe nó có hấp dẫn hơn không? Mình khuyên thật với anh em là giờ này mà ông nào bảo anh em là 3060 12GB nó ngon hơn thì thôi, né nhanh còn kịp, bạn xấu. Còn 3060 này ấy, nó tỏa sáng ở cái độ phân giải Full HD, là độ phân giải mà hầu hết game 3A nó chỉ dùng tầm 7GB là mắc rồi. Đấy, lên 2K, 4K thì đúng là cần càng nhiều VRAM càng tốt. Nhưng mà vấn đề là khả năng xử lý của con 3060 nó có tận dụng được cái 12GB đấy không? Hay là nó chỉ lốt cho nó chật 12GB rồi nhân nó lại làm việc không xuể? Thế nên 12GB RAM trên 3060 theo mình nó là mật ngọt chết ruồi anh em. Anh em không nên vội nghe số to. Nếu mà anh em muốn nghe số to thì mình nghĩ là những con số sau đây anh em nhớ hộ mình nó sẽ ok hơn. 3060 Ti có nhiều CUDA hơn này, băng thông rộng hơn này, ray tracing core tối ưu tốt hơn. Tất cả những cái đó ấy, nó sẽ chốt hạ bằng một cái mức FPS cao hơn đến 15-20% tùy game. Mẹ, nó đùa tôi à? Nó chỉ là giữa 3060 và thêm chữ Ti thôi anh em nhé. Như con Horizon Forbidden West ấy, anh em biết đấy, 3060 nó có thể load đến 10GB RAM. Nhưng đó là do game nó liên tục load rất là nhiều texture vào để mà cho sẵn sàng đấy cho nhân làm việc. Nhưng mà nhân nó đâu có làm việc xuể đâu. Trong khi 3060 Ti load 7GB thôi, FPS vẫn cao hơn gần 20%. Tiếp theo ấy thì với những linh kiện khác mình sẽ đi khá là nhanh nhá. Mainboard chúng ta có ở đây là con Prime B760M đến từ Asus. Rất là phổ thông rồi, 12400F kẹp cái combo này rất là nhiều rồi, mình không cần phải giải thích nhiều nữa. Ngoài ra thì ở cái bộ Level 1 này, bọn mình cũng có thêm một cái option gợi ý cho anh em. Nếu mà anh em không cần nhiều sức mạnh CPU, anh em không làm việc và chỉ thuần gaming thôi ấy, thì bọn mình có bổ sung một option AM4, đó là con Ryzen 5 4500 này. Đó, nếu mà anh em sử dụng cái tản stock có ở trong này thì đâu đấy là giá nó sẽ giảm gần 2 củ. Mình đã trực tiếp test con này với cả 3060 Ti rồi anh em nhé. Nếu anh em là nghẽn thủ thì cũng đừng quá lo. Anh em cần xem những cái benchmark đấy, mình sẽ ra một video, anh em comment ở dưới để mình ra video nhé. Ngoài ra thì SSD ở trong bộ máy này mình dùng con WD Green SN350. Mình muốn giải thích cho anh em một chút về vấn đề là tại sao mình lại chọn SSD Gen 3. Mình nghĩ đây là cái chỗ mà anh em nhanh chóng chúng ta tiết kiệm tiền được ở đây. Cái sự chênh lệch giữa SSD Gen 3 và Gen 4 ấy, mình nói thế này để cho anh em dễ hình dung này. Lên SSD Gen cao hơn, nó là một sự nâng cấp về quality of life, chất lượng cuộc sống. Anh em load nhanh hơn này, có file nhanh hơn này,
rồi. Nhưng mà cái nhanh đấy nó không đến mức là như anh em ngày xưa từ HDD lên SSD đâu. Nếu mà chỉ nói về chơi game như cái dàn máy này đây thì thực sự là mấy con game này nó chỉ gãi ngứa cái SSD Gen 3 luôn. Đấy, trừ phi là anh em build máy làm việc, anh em load rất nhiều file một ngày kiếm tiền thì chúng ta nâng cấp không vấn đề gì cả, mà nên nâng cấp. Còn ấy, mình build theo mục đích là chơi game, chậm hơn vài giây load win, nhưng mà chúng ta lại mua được 500GB Gen 3 ở cái giá là 256GB Gen 4 thì thực sự là nó cực kỳ đáng suy nghĩ. 256GB đó là phải bằng hai con game rồi anh em. Đó, về RAM thì chúng ta đang có 2 thanh 8, đó là 16. Về phần RAM ấy, cũng lại một lần nữa có cái bàn tay lông lá của bọn mình cố gắng tối ưu. Vì thực sự là năm 2024 rồi, nếu mà có làm việc ấy, thì chúng ta nên lắp đâu đấy khoảng 32GB RAM. Ok, vậy là mình cũng nói khá nhiều về cái hiệu năng chơi game của em này rồi. Câu hỏi của chúng ta đặt ra là liệu nó có quật được một dàn PS5 hay không? Đó, thì xin mời anh em chúng ta đi tiếp vào phần test game. Chúng ta sẽ test tựa game đầu tiên, đó là Black Myth Wukong. Mình đang chạy ở trên một màn hình Full HD. Graphic thì chúng ta sẽ để recommend nhé. Sẽ có một tí công nghệ được bật lên, đó là công nghệ FSR. Đấy. Và Ray Tracing tắt. Tất cả những cái tùy chọn khác là nó nằm ở 2. Ray Tracing thì con cạc này thì chắc là thôi luôn. Mình sẽ không test Ray Tracing ở bất kỳ game nào hết. Mình nghĩ nó không phù hợp lắm. À, để mình bật benchmark lên nhá. Chết trước khi kịp bật benchmark. Rồi, đấy. Bây giờ mình bật benchmark lên và chúng ta có cái độ FPS nó loanh quanh tầm 100, khá là ok. Chơi như này thì sẽ không có tí giật lag nào. Ơi, trung bình nó rơi vào 106 và thấp nhất thì nó cũng chỉ xuống đến 79 thôi, 1% lâu của nó là 79. Đó, với cái mức FPS này thì hoàn toàn là chúng ta khi mà mình chơi mình không cảm nhận giật lag gì hết, rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ thử tắt công nghệ đi. Đấy. Nâng lên 100 này. Tắt hết các kiểu công nghệ, công ngủ. Rồi, nói chung là off hết. Đấy, và vẫn giữ ở mức 2 anh em nhé. Đó, thì cái này là dành cho anh em nào mà không thích công nghệ, thích native. Đó, ngay lập tức game drop xuống dưới 60 FPS luôn. Nhưng mà trải nghiệm của mình là mình cảm giác vẫn khá là chơi được nhá. Min 44. Đó, anh em thấy mình né này, chứng tỏ là vẫn chơi được ngon lành. Ê à, phát vừa rồi là mình ngu chứ không phải là do máy. Đó. Anh em có thể thấy là tắt công nghệ đi thì mình vẫn có thể có được những pha né rất là ok. Chứng tỏ là nó không quá ảnh hưởng đến chất lượng chơi. Mặc dù FPS thấp khoảng tầm 55 nhưng mà game vẫn khá là chơi được. Chơi được ok luôn. Đấy. Có thể thấy qua việc là mình vẫn né được những cái chiêu mà ở tốc độ rất cao. Còn chiêu nào mình không né được thì là do mình kém thôi. Tiếp theo là mình sẽ đến với một cấu hình mà chúng ta sẽ bật lại công nghệ lên. Theo mình thì công nghệ nó làm tăng FPS thì rất tốt mà. Việc gì mà không dùng. Thì mình sẽ dùng ở đây là công nghệ DLSS nhá. Chúng ta sẽ không có frame gen tại vì 3060 là 3060T là nó chưa có cái công nghệ mới đấy. Nhưng mà 60% thôi. Và cấu hình ở 2 thì lần này mình sẽ đẩy lên very high đi. Thậm chí là cinematic luôn xem nào. Cao nhất có thể với một chút công nghệ hỗ trợ.
của ấy. Nói chung là game lúc này cảm giác nó giật hơn nhiều và nó lag hơn anh em ạ. Mình cảm giác như này là khó chơi rồi. Ê, mình cảm giác này hơi khó chơi rồi đấy. Chết nhanh quá. Chết nhanh một phần là cũng về vấn đề kỹ năng nữa. Nhưng mà có thể thấy là mức thấp nhất của chúng ta đạt được vẫn là trên 30 FPS. Anh em nào mà khổ dâm thì có thể chơi game ở cái mức cinematic này được. Gọi là được nhưng mà thực sự mình nghĩ là cũng không nên đâu. Mức recommend vẫn là ok nhất. Nó cho chúng ta khoảng tầm 100 FPS để chơi và rất là mượt, không lo bị cái vấn đề khựng hình khó chịu mỗi khi mà ra chiêu, nhất là những cái chiêu như kiểu hóa khỉ nhiều chẳng hạn, lúc đấy FPS nó lại tụt. Tiếp theo chúng ta sẽ test game ở tựa game là Cyberpunk 2077. Thì mình có để default đây về mặc định đi, thì máy nó gán cho mình là ray tracing low, bật công nghệ DLSS super resolution đó, ray tracing low. Những cái advance về mặt đồ họa thì nó sẽ ở nhiều ở mức 2 và ultra anh em nhé. Thì mình sẽ chạy benchmark luôn. Nói chung là có tí ray tracing vào thì cái FPS nó không được quá cao. Chúng ta đang ở mức tầm khoảng 52 đến 56. Khác hẳn những cái trò eSports mỗi frame time bây giờ thời gian cũng lên đến 14-15 rồi. Đấy, kinh chưa? Ray tracing chưa? Chính ra con cạc của mình từ nãy giờ là nó đã hoạt động làm việc khoảng 2-3 tiếng. Nhưng mà nhiệt độ chơi game vẫn khá là ok. Khá là ok cho một con 3060T second hand. Trung bình chúng ta đạt được 60 frame. Tầm này là chơi game ok rồi. Đấy, drop không nhiều. Min là tầm 52. Max lên đến 70. Nói chung là nó lanh qua lanh quanh như vậy. Mình sẽ vọc vạch thử tắt cái công nghệ ray tracing đi. Nhưng mà thực chất là ray tracing ở trên con game này làm khá là ổn, ok đấy. Thì nếu như mà tắt đi thì mình sẽ để ở ultra nhé, xem chúng ta được như nào. Cạc vẫn chỉ đang 73 độ mặc dù là làm việc 100%. Khá là ok đấy. Vào game thì đến cái đoạn này đấy, cũng có người, cũng có nhiều cảnh. FPS nó chỉ được tầm khoảng 8 mấy thôi. Mình sẽ bật benchmark lên. Đó. Đấy, ra chỗ đông người này tụt xuống còn 6 mấy này. Đấy, 7 mấy này. Nhưng mà vẫn là hoàn toàn chơi được anh em nhé. Hoàn toàn là chơi được ok, hình ảnh đẹp nhất có thể rồi. Chỉ là không có ray tracing thôi. Ở con game này thì anh em có thể thấy được là cả CPU lẫn GPU làm việc rất kinh. Đấy, CPU làm việc lúc mà bắn nhau ấy, CPU làm việc lên đến 80%, GPU max luôn. Nhưng mà mức min ấy vẫn giữ ở tầm loanh quanh 70 và trung bình nó đạt được gần 90. Ok anh em, đến tựa game tiếp theo chúng ta sẽ có PUBG. Thì mình xem cấu hình đang để như nào nhá. Overall là ultra. Render scale là 100%. Đó.
Ultra khá là nhiều. Đấy, nói chung là máy nó tự nhận Ultra hết. Mình được tầm khoảng nhảy kinh quá nhở. Nói chung là đang trung bình tầm khoảng 150. Đấy. Frame time khá là thấp. Mượt đấy. Bây giờ thì trung bình chúng ta chỉ còn khoảng 130 thôi. Mà 130 là cũng ok rồi khi mà cấu hình đang để cao nhất có thể. Ô, vẫn chết được một thằng thôi. Đó. Đấy, anh em thấy là bắn nhau thì FPS nó cũng có tụt. Nó tụt xuống khoảng tầm 120. Average trung bình thì chúng ta cứ tầm trên 130 là được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ test tựa game là CS2. Mình đang để cấu hình. Đây. Mình để cấu hình low trước nhá. Lâu hết tất cả mọi thứ. Và mình sẽ chạy cái map benchmark này. Cũng khá ok. Ở lâu thì chúng ta được tầm khoảng 290. Nhìn lên trời chắc 300. Ở con game này thì CPU với cả GPU nó hoạt động lại đồng đều hơn. Mỗi con làm việc một tí. Tại vì cạc thì không cần phải nặng như trước, mà CPU thì lại cần nặng hơn. Đó, ở mức low thì chúng ta có một cái FPS khá là ok. Trung bình nó đạt khoảng tầm 300. Đấy, lúc nãy là trung bình nó đạt tầm khoảng 300. Thì mình sẽ thử lên 2 đi. Chạy nốt 2 xem nó như nào nhá. Lên 2 cái là chúng ta mất đâu đấy khoảng 100 FPS anh em. Các đồ họa lúc này cũng làm việc nhiều hơn. Ở trong một số những cái lúc combat chẳng hạn, nhiều những cái tính toán này, nhiều đạn dược rồi là bom khói rồi bom lửa các kiểu, thì FPS nó sẽ giảm xuống còn khoảng 120-130. Nhưng mà thế là cũng rất thoải mái để anh em try hard rồi. Và như này là cũng ở cái mức mà để anh em khó đổ tại kỹ thuật, khó đổ tại máy đó. Đấy, nên là anh em lắp con máy này thì nó chỉ còn là vấn đề kỹ năng thôi anh em nhé. Chơi game eSports như con CS2 này thì thoải mái luôn. Vâng, thưa anh em, sau cái màn test game vừa rồi thì chắc là anh em cũng đã thấy được cái dàn DCD level 1 này của chúng ta hoạt động như nào trong các tựa game cả bom tấn lẫn các tựa game eSports rồi, đúng không ạ? Nó khá là ok với cái mức hiệu năng, mình nghĩ là rất ổn khi mà chúng ta đã có 3060Ti ở đây để gánh FPS. Vậy thì anh em nghĩ sao? Với 15 triệu thì anh em sẽ làm gì để mà chúng ta có thể chơi được những cái tựa game ở trên? Anh em hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và xin cảm ơn anh em đã xem đến lúc này. Hãy like, share, subscribe video ủng hộ đồ chơi điện anh em nhé. Bye bye!